Nằm trong chuỗi video tác nghiệp của nhân viên kỹ thuật, hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn video clip cách kiểm tra lỗi quạt giặt lạnh của điều hòa. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu các bạn cách sửa điều hòa. Ở đây là điều hòa Hanen. Thì ở trong giặt lạnh nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu vừa khi cấp nguồn vào giặt lạnh mà điều hòa không có tín hiệu đèn báo, thì đầu tiên các bạn kiểm tra cái điện áp cấp vào giặt lạnh đã có hay chưa. Chúng ta xác định kiểm tra điện áp cấp vào giặt lạnh, như ở đây là không có. Như vậy là chúng ta phải kiểm tra lại cái hệ thống nguồn cấp vào giặt lạnh của điều hòa. Hoặc nếu chúng ta kiểm tra đã có điện áp vào giặt lạnh điều hòa là 220, thì rồi chúng ta lại kiểm tra đến cầu chì trong main của điều hòa. Chúng ta để đồng hồ ở nấc đo thông mạch và đo kiểm tra cầu chì trên mainboard. Ở đây chúng ta thấy đo cầu chì đang thông, như vậy là cầu chì tốt. Nếu cầu chì tốt mà không có tín hiệu ở giặt lạnh có điện áp vào 220, thì như vậy bo của chúng ta đang bị lỗi về mạch nguồn. Ở trường hợp thứ hai, khi có nguồn cấp vào giặt lạnh điều hòa là 220 nhưng mà bật lên quạt giặt lạnh không chạy, như vậy chúng ta phải kiểm tra motor quạt giặt lạnh xem còn tốt hay không tốt. Thì chúng ta nhổ giắc cắm của motor quạt giặt lạnh ra, đo lần lượt các chân với nhau để kiểm tra. Thứ nhất, hai dây ngoài cùng là dây cấp nguồn cho motor quạt giặt lạnh có điện trở là 206, như vậy là motor quạt đang tốt. Tiếp theo, đo các quận tiếp theo có điện trở tăng dần. Như vậy đối với trường hợp này motor quạt giặt lạnh là tốt. Nếu chúng ta đo mà không có điện trở thì là quận dây của motor quạt giặt lạnh đã bị đứt. Còn nếu đo có điện trở nhưng mà lại không theo thứ tự lớn dần hoặc nhỏ dần, như vậy là motor quạt giặt lạnh bị chập. Trường hợp tiếp theo, nếu như motor quạt giặt lạnh bị kẹt vòng bi không quay được, thì chúng ta lấy tay đưa vào trong, đẩy nhẹ cái lồng quạt. Nếu lồng quạt quay trơn thì là motor quạt giặt lạnh không bị kẹt. Còn nếu lồng quạt mà không quay được, bị kẹt cứng, thì là motor giặt lạnh đã bị kẹt vòng bi. Như vậy lúc đó chúng ta sẽ tháo ra để kiểm tra vòng bi của motor quạt giặt lạnh. Trên tay tôi là cái motor quạt giặt lạnh đã được tháo ra khỏi giặt lạnh, và chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta dùng tay quay, nếu quay cảm thấy trơn thì là vòng bi vẫn còn tốt. Nếu quay cảm thấy rất là nặng, bị kẹt, như vậy là vòng bi đã bị vỡ. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip cách kiểm tra lỗi quạt giặt lạnh điều hòa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi.